Honda máy dầu số sàn 2016 nha anh em. Con này cộp nha, 2016 tính tới bây giờ 2023 là mấy năm ta? 7-8 năm rồi. Chìa khóa zin nè. Còn một chìa chưa xài luôn nè, xe cá nhân, xe công ty gia đình. Một chủ anh em ha. Coi cái đồng hồ này. Ôi trời má ơi, 76.000 cây nha. Thấy chưa? Đấy, nhìn coi vô lăng nè. Đây. Vô lăng anh này thì anh không có xài bao nha anh em. Anh thích cảm giác chân thật cho nên là, nhưng mà anh em nhìn mấy cái khóe ở đây nè. Nhìn cái mẹ bạc ở đây nè. Cái hai là mình quan sát cái củ số ở đây. Cái củ số này không làm giả được nha anh em. Đó, có thể trên mạng người ta bán mấy trăm ngàn nhưng mà nhìn là biết liền ha. Đấy, nói chung là cái xe Forerunner này mình bán chưa bao giờ mình bán cho người mới nào mua xe cả. Còn mấy anh em kinh doanh dịch vụ này kia thôi à. Để ghi lại cái quay cho anh em. Đợt này bận quá anh em ơi, xe cũ nó về nhiều lắm, bây giờ tranh thủ quay một tí là phải đi mua xe liền. Đó, riêng cái khâu mà mua xe là bắt buộc mình phải đi anh em ơi. Ớn lắm rồi. Mình nghèo, vốn ít, không có dám giao lính anh em. Đó, riêng mà khâu mua xe là mình hoặc là cổ đông bên mình là phải trực tiếp đi. Giao lính lỡ nó bưng tùm bậy tùm bè về là bán lỗ chết. Bây giờ xe nó lợi ích đó, không phải như ngày xưa nữa. Lỡ mà xe á hả, có một cái tí vấn đề gì đó là về là lỗ ngay lập tức. Đi đi em, lỗ ngay lập tức. Nói anh em đơn giản thôi, không cần lỗi phải gì hết á. Mình chưa nói tới chuyện đâm đụng hay ngập nước nha. Chỉ cần hôm bữa cái xe Nova coi sướng sơ sướng xét, đá nó văng, không biết là nó bể tại khách hay là trên đường về bị bể, lủng một cái lỗ ngay đây, nứt cái kính nhẹ một phát, hết 15 triệu rồi. Anh em nghĩ đi, cái xe bây giờ mình lời bao nhiêu tiền? Chỉ cần sơ suất một chút xíu thôi, biên độ lợi nhuận bây giờ nó thấp lắm. Xe lời có 15-20 triệu à, chưa tính chi phí này kia nữa. Mà lỡ, em nói lỡ một chút xíu nhỏ thôi là coi như xong. Cho nên là thôi anh em thông cảm nha, mình tranh thủ mình quay. Đây, cái máy đang nổ nè. Sướng chưa? Em ru à. Một cái xe Fortuner mà cái máy nó đi ít là nhìn nó tê tái con gà mái lắm. Chủ yếu mình nói tới cái máy đi. Con ốc nè, nhìn từng con ốc nè. Máy đang nổ nha, vô tắt máy cái. Nói cho nó thánh thoát rồi. Đấy. Đây. Đáng lẽ là mình phải đem xe ra chỗ trống, mình vệ sinh spa sạch sẽ xong mình quay. Bây giờ là lịch là quay xong là 20 phút nữa là phải đi mua xe rồi. Đây, anh em nhìn vô cái ống hơi nè. Trời ơi, nó mới, nhìn từng cái chấm sơn rồi coi. Đó, đã chưa? Đúng cái xe mà đi mấy chục ngàn cây chưa anh em? Giờ anh em coi cái clip của mình xong á, rồi chỗ nào nó bán cái xe Fortuner 2016 mà nó bán 400 mấy, 500 mấy, anh em nhìn lại anh em tụt cảm xúc liền. Nhìn cái con tem của nó nè. Đó, xe này là 2016 nha anh em. Ở đây nè, cái số mà 2KDU85506 là nó phải trùng với cái số máy nha anh em. Và cái ngày xuất xưởng của cái máy này là 23 tháng 12 2015 vào lúc 19 giờ. Đấy. Đây nữa nè, nhìn vô. Bạn quay phim ở đây. Nhìn vô cái cổ bô đây. Thấy chưa? Đó, nhìn vô cái cổ bô coi. Đó, đẻ chưa? Đó, mình qua đây này. Bữa qua nó chạy cái chỗ này, bên mình có cho dầm tút lại rồi. Anh em nhìn coi. Nhìn ron cửa nè. Nhìn ron mấy cái ốp nè. Đây, đồ đạc trên xe đây. Nhìn cái thảm nỉ táp lô ở đây coi nè. Đấy, quá tuyệt vời không? Thấy không anh em? Quá tuyệt vời ha. Đấy. Quá tuyệt vời rồi ha. À, mình bán có 625 triệu thôi nha anh em. 625 triệu. Đây, coi nè. Mới chưa? Sản xuất 2016 nha. À, xe này có va chạm nhẹ cốp sau nha. Có hình luôn. Để lát mình cho coi anh em coi hình nè. Đâu coi. Cho nên là cái cốp sau nó có làm lại nha. Đâu rồi. Đây. Chủ xe có cung cấp hình cho mình luôn. Đây, nó có va chạm nhẹ cái cốp sau nè. Thấy chưa? Đây là hình chủ xe anh gửi nè, đang dừng đèn xanh đèn đỏ bị cái xe nào nó hút vô. Đó. Cái này không phải đâm đụng, nó mớp cái cốp sau thôi nha anh em. Đấy, còn lại mọi thứ là tuyệt vời hết nha. Bên mình là buôn bán rõ ràng. Có sao nói vậy? Chia sẻ rõ ràng cho anh em nha. Cho nên cái cốp này nó có gò nha. Đó. Chia sẻ rất là rõ ràng cho anh em. Nha, anh em nhìn coi. Chất xe đẹp không? Đó, nhìn coi. Ông tăng coi. Ủa, đẻ à.
Xe này như sơ cua chưa lăn bánh luôn đúng không? Dạ. Trời má ơi, sơ cua chưa lăn bánh luôn anh em. À, sơ cua chưa lăn bánh nha. Gầm bề nè, đấy, để nguyên si nguyên bản cho anh em coi á. Thấy chưa? Đấy. Hợp lý không? Đấy. Đây. 625 triệu nha. Đúng đồng hồ nha anh em. Hợp lý chưa? Anh em thông cảm nha, sơ cua chưa lăn bánh, vàng lõ là zin theo xe hết. 50-15 này, những tuần cuối của 2015, xe này sản xuất 2016 nha. Đó, nhìn coi. Đó, mình để nguyên chất nguyên si cho anh em á. Tại vì mấy cái xe này thì đa số là anh em rành không à. Vàng vỏ là cứng ngắt, zin theo xe hết. Nhìn coi nè, quay cái này. Đó. Vàng vỏ này, coi nè, 50-15 hết nè. Thấy chưa? Đó, nhìn vô cái tăng bua thắng coi. Đó, cái này mà rửa lên nữa là keng xà beng luôn. 525 triệu nha anh em. Nhìn cái đèn coi. À, 625 triệu. Nhầm. Bán 525 triệu chắc chết luôn quá. Xe này cảm ơn anh Nhật nha. Cũng một fan YouTube để lại cho mình đó. Cảm ơn anh Nhật chủ xe nha. Đây. Ôi trời ơi, vàng vỏ cứng ngắt. Đẹp quá anh em ơi. 4 vợ dính theo xe hết. Sơ cua chưa lăn bánh nha anh em. Đúng chất xe cọp chưa? Đúng chất xe cờ chưa các anh? Đấy. Thấy chưa? Đó, nó quay chỗ đây nó hơi chật chội, nó hơi ồn ào, anh em thông cảm nha. Hợp lý hè. Hợp lý không? 625 triệu nha. Phone mấy dòng số xe 23 trên kia vẫn còn. Sáng thì tranh thủ quay nhanh cho anh em tí thôi, giờ phải đi mua xe nữa rồi. À, cho nên là nhiều anh em cũng muốn gặp Đạt. Nhưng mà anh em cũng thông cảm, em không phải là chuyên trách bán hàng. Em là chuyên trách đi mua xe, thẩm định xe đó. Chứ còn mà em mà ngồi nhà em bán hàng thì cái giao cho lính nó đi, nó mua bậy bạ gì chết em luôn á. Cho nên là giờ xe nó lợi nhuận ít quá anh em. Cạnh tranh khủng khiếp quá. Xe lời thành công là 30 triệu. Mà anh em nghĩ lỡ mà nó một cái sơ suất nhỏ thôi đó. Anh em thấy không, đợt vừa rồi mua chiếc Innova bể kính là coi như lỗ luôn rồi đó. Chưa kể là đấy là mình nói là mới bể kính thôi đó, chứ chưa tính nó tới chuyện lớn nha. Chuyện lớn mà ví dụ như nó lỡ mà nó đâm đụng ngập nước hay là gì là coi như xong, coi như là sự nghiệp tiêu tan luôn á đó. Cho nên là giờ nó nguy hiểm quá, nó nguy hiểm và nó nhạy cảm quá. Còn ví dụ như xe mà nó lời 100 triệu đi thôi kệ, nó cho bể gì cũng được, hoặc là nó có bị gì cũng được, thì mình có thể mình giảm giá xuống 50-100 gì đó. Chứ còn xe bây giờ lời có 20-30 mà lỡ có một cái chuyện nhỏ nó xảy ra là coi như xong, hết lời thôi, chứ bao nhiêu công sức ở đây đổ xuống sông xuống bể hết. Cho nên cái đấy mình phải hết sức cẩn thận anh em ạ. À. Đó, rồi thông tin chi tiết thì anh em cứ gọi vào số 0931226669 nha anh em. Xe thì đang đậu ở 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Thì cần thông tin gì thì anh em cứ gọi vào số hotline cho nó dễ nha. Mấy em nhân viên sẽ kết bạn Zalo với anh em, rồi gửi giấy tờ hình ảnh hay là gì đó qua cho anh em nếu anh em yêu cầu ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Nhắc lại nha, 625 triệu nha, chứ không phải 525 triệu đâu. Đúng 625 triệu nha.